Hello, chào mừng anh em trở lại kênh của mình nhá. Hôm nay thì mình lại giới thiệu cho các bạn một trong những cái sản phẩm còi hơi dòng xe tải, lắp cho tất cả các dòng xe tải. Đấy, anh em nào có hơi thì dùng cái còi này. Đây là còi, một trong những còi kit hoàn thiện đấy của hãng Con Cú làm ra. Đấy, mã của nó là SK105 các bạn nhá, các bạn nhìn thấy không? À, một trong những cái hãng thương hiệu còi rất là nổi tiếng của Trung Quốc. Đấy các bạn ạ, chứ không về đơn giản đâu, cái còi này nó nghe cực hay luôn. Rất tiếc là hôm nay thì mình không có hơi thử cho các bạn ở đây. Nhưng mà còi này thì đánh giá với mình thì nó là một còi thương hiệu khá hay. Thứ nhất, nghe tiếng nó rất là ấm. Thứ hai là nhẹ nhàng. Con này là mình nói là từ nhẹ nhàng rồi, sao nó không cháy tiếng như những cái con xe, những cái con còi mà nó không phải đít nhọn như này. Con này còi nghe rất ấm tiếng. Đấy, con này thì anh em vào phố này bóp rất nhẹ nhàng được. Bóp rất nhẹ nhàng không giật mình với người đi đường mà rất hay luôn. Đấy, đây là còi đít nhọn các bạn nhé. Một trong những con còi hơi. Đấy, anh em nào cũng có hơi lắp được các bạn nhé. Con này phải có hơi các bạn nhé. Có là sẽ có hai dây đây, một dây mát dây lửa. Anh em đấu bình thường thôi. Con này giá bình dân mà nghe rất hay. Đấy, anh em nào ví dụ như những dòng xe K250 này, K200 hoặc là một số dòng xe K165, K3000 hay là Vita HD, anh em nào mà lên hơi thì chơi con còi này rất hay. Ngoài những cái còi nó có thương hiệu như kiểu Chago, còi con ong thì đây là một còi cũng hay trong giới phân khúc tầm tiền, vì nó chỉ có mấy trăm nghìn một cái thôi, chứ nó không hề đắt. Đấy, thế nên ra là anh em rất dễ chơi và nó cũng rất là bền. Anh em thay con dây này vào thì cũng rất là bền, vì con dây này để mà chết thì cũng rất là lâu, nhưng mà khi chết rồi thay con dây đi buôn ở đây cũng rất là bền, đánh rất hay luôn. Đấy, còi của nó cũng khá đẹp các bạn nhá, nước mài rất là đẹp luôn, nước mài làm đẹp à. Nhìn cái còi nó cũng dày dặn chắc chắn, nhưng nó không rẻ tiền như những cái còi rẻ tiền bình thường ngoài thị trường đó. Đây đàng hoàng nói với các bạn nghe rất là hay nhá, để mai kia mình có cái xe nào lắp mình sẽ lắp cho các bạn xem, và mình sẽ thử tiếng hơi cho nghe cho các bạn nghe. Con này kích thước của nó các bạn này, đây độ dài là 40 các bạn nhá, con ngắn của nó sẽ rơi vào 33 đó các bạn thấy không. Nó sẽ bao gồm một cái túi ốc như này để chân mắt của nó vào đây, ở đầu kia đó các bạn thấy không, toàn cảnh chi tiết của em nó đây rất đẹp luôn. Đấy, còi này thương hiệu Con Cú sản xuất các bạn nhé, một trong những cái thương hiệu mà cũng nổi tiếng về còi hơi của Trung Quốc các bạn ạ. Đấy, có gì anh em ủng hộ mình theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038. Thank you anh em rất là nhiều luôn. Có gì anh em nhớ ủng hộ mình nhá, thank you mọi người rất là nhiều.